Rồi, xin thái mới chào các bạn nha. Hôm nay mình đến xưởng tiện của chú Nông Đoàn, địa chỉ là ở chợ Nhân Nguyên, huyện Bình Chánh, Cà Mau. Số điện thoại bên xưởng tiện của chú Đoàn, số điện thoại 0945 8285 89 nha các bạn. Số này cũng đồng thời là số Zalo luôn nha anh em ơi. Em và các bạn muốn mua đầu máy hoặc là gia công nhà cậu thì cứ liên hệ trực tiếp với số xưởng tiện của chú Đoàn nha. Đây, chú Đoàn nha các bạn. Hôm nay chú Đoàn mới vừa hoàn thành xong một cái bộ dàn cầu và máy. Đây, máy này đây bạn. Máy này thì địa chỉ là anh Trương Văn Thành ở ấp 5, xã Nguyễn Quân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau nha các bạn. Đây, ảnh cái đầu máy thì ảnh mua từ gãy xuống các bạn. Thì bên chú Năm chỉ gia công nhà cầu thôi nha. Để hồi mình quay cái chi tiết cho anh em xem. Đây cái địa chỉ của anh chủ máy này các bạn. Trương Văn Thành ở ấp 5, xã Nguyễn Quân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nha các bạn. Đây, thì ảnh gửi cái đầu máy xuống cho bên chú Năm. Thì lúc cái máy mua xuống thì là không có cái bình xăng này nghe anh em ơi. Không có bình xăng nha. Thì bên chú Năm sẽ làm chế mấy cái bát nè. Mấy nóc nha các bạn. Tại vì cái máy này là mình mua ở trên đầu trên đó là đa số mấy cái máy là nó không có bình xăng nha các bạn. Không có bình xăng, nó chưa chịu lủi nha, chưa máy chủi á. Không có bình xăng trên. Vậy đây sự kiện chú Năm mua cái bình xăng riêng. Chú Năm chế mấy cái bát này các bạn, chế bằng cái nóc nha. Cái máy này nói chung là có đồ chơi mới rất là đặc biệt các bạn. Dàn cầu thì dàn cầu Thái Lan nha. Đây rất là đẹp luôn anh em ơi. Sơn mối từng chi tiết cho anh em xem. Dàn cầu thì dàn cầu kiểu Thái Lan một tay cầm nha các bạn. Đây, một tay cầm. Đây thì mình làm cái phần này nó bự nó mình cầm cho dễ nha các bạn. Cái này nha. Này là như khúc này là 27 các bạn. Khúc này 27, khúc này 34. Này 34 không chú Năm? 34. Này 34 nha các bạn. Đằng này chú Năm có làm cái đầu bự đằng này cho mình cầm chỉnh cho nó im nha, cầm chắc lại lắm nha các bạn. Rất là đẹp nha anh em ơi. Này 34 nha, còn này 27. Còn máy thì anh Thành anh gửi xuống nha. Gửi xuống rồi chú Năm gia công nhận cầu. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Đây. Một tay cầm nha các bạn. Đây là chú Năm cũng có làm bít hết luôn. Làm bít rồi chú Năm tiện rất là đẹp. Đây dàn cầu này, cái này là chú Năm có là uống lên luôn nha bạn. Chú bay thẳng nha. Đây, chú Năm một khúc này nè đây. Chú Năm uống lên một đoạn. Từ đây tới đây cái chú Năm uống lên. Rồi góc này khó thấy quá. Quay cho anh em thấy dễ nè. Đây. À, làm cái độ uống công của nó không? Đây, cái gõ nè. Uống công nha bạn. Từ đây tới đây là này. Cái này đầu là chú Năm có uống công lên nha. Uống công rất là cách điệu đẹp các bạn, chứ không phải là mình thẳng băng nha. Thẳng băng thì nó không có đẹp các bạn. Chú Năm làm cái đầu uống công ra, uống đầy đầy công qua đây. Dàn cầu kiểu một tay cầm Thái nha anh em ơi. Ló cái khoảng mét mấy á. Mấy các bạn. Cái bản mình nghĩ cái gần 1 mét. Đó. Ngày về chắc là đang chạy nhỏ gia đình tốc độ mà. Nói chung máy này là máy này cách tự gãy mua các bạn. Này, máy này như là cốt cốt thẳng. Cốt thẳng nghe nè. Cái bù lửa thì làm rất là xịn sò luôn. Rồi anh em thấy bù lửa ha. Anh em các bạn có nhu cầu mà mua mấy cái bô lửa loại này các bạn. Rồi chú Năm cũng có nhận gia công nha. Dạ, dạo này chơi ốc rồi đẹp đẹp không trời. Cái con ốc dạng bô lửa cũng xịn sò luôn nha anh em ơi. Quá dữ. Thấy à, hai ốc này cũng đẹp luôn các bạn. Cái ống bô lửa thì cái nồng nồng rất là đẹp luôn các bạn. Máy xăng thì anh em rất thích kiểu bô lửa này nha. Thì anh em thích bô lửa này thì cứ liên hệ số điện chú Năm. Rồi chú Năm sẽ cũng có bán rời luôn các bạn. Đây chọn bộ dàn cầu bắp chuối. Đây rất là đẹp các bạn. Đây có một cái chỗ dặn như đây là một thao nè. Đây bắp chuối hai khớp nha bạn. Nè, mình cho bắp chuối hai ngàm á. Trong đây có cái kẹt băng nhỏ. Trong đây có kẹt băng nhỏ phải không Vương? Có xài băng sông. Băng sông nha các bạn. Xài băng sông. Đây, quay anh em xem nha, máy này cút thẳng. Chỗ này thì hai con ốc mình dặn của đắc kê bạn, bên thịnh bên nghịch ha. Cái nồng đậm cũng rất là đẹp luôn, anh em thấy chi tiết này ha. Đây rất là đẹp. Hai con ốc mình dặn qua dặn lại bạn, cái này kiểu Thái vậy ha. Cứ bình thường thì mình dặn ốc bình thường qua thì nó không có gì để nói anh em. Này, nhưng mà chú nồng đậm này rất là đẹp luôn, thấy không? Chú nồng tiện từng chi tiết sắc nét. Anh em thấy vừa gần như này xem, đẹp luôn. À, hai bên hai con đắc kê. Chú bồn cầu ốc chuối. Đây, chú Năm cũng có dặn làm ba bắp chuối gời nữa anh em ơi. Anh em ơi các bạn mà muốn bắp chuối gời cho máy xăng rồi nè thì liên hệ số gọi chú Năm nha. Năm cũng có bán bắp chuối gời luôn. Đây, anh em thích mà kiểu đẹp thì nè. Mấy con tán mà mình dặn vô cái phần bắp chuối của cái phần bọng máy chú Năm cũng vớt từ con luôn anh em. Phóng coi cho anh em xem nè. À, mấy cái này là mình lên phương tiện mình vớt nè các bạn, chứ không phải là nó được vậy ha. Đây rất là đẹp. Vớt từ con luôn. Rất là xịn sò luôn nha các bạn. Đây là mình làm 4 con. À. Đây. 4 con các bạn, 4 con ốc chỗ gắn chỗ phần bộ máy. Còn này thì cái nắp thao.
dạng này luôn nha, cho rất là đẹp. Cái này là chấm nhớt nè, chấm nhớt tháo được này, tháo này. Ồ, chính mình đáng chơi dòng kiểu gì chứ, chấm nhớt à, ồ, chấm nhớt luôn anh em ơi, quá đẹp. Vì là mình đóng liền cho nó liền dưới luôn ha, còn không chấm nhớt ở đây. Tính luôn gắn làm kiểu chơi chứ. Dạ quá các bạn, này là mình thiết kế để bình chấm nhớt vô đây nha. Rồi dặn lại thì cái chỗ mà cái bắp chuối các bạn, đa số mà lần cấp trước là mình thấy anh em là người ta cấp cái chỗ khớp ngàm nè, nó liền trong các bạn, liền trong nha. Thì bên cái chỗ nông làm thì rất là đẹp luôn, chỗ này là chỗ ăn tiền nữa các bạn, nghe thấy không? Cái nông làm vớt xéo ra luôn, chi tiết này làm thấy nó rất là dễ chơi, rất là khó làm nha các bạn. Mình làm thẳng vô á, cái chỗ này nè, mình làm thẳng vô thì nó rất là dễ, nhưng mà anh em làm cái độ xéo này nè rất là khó nha. Thì bên thợ là tay nghề cứng nó mới làm được như này các bạn, anh em thấy không? Chi tiết này mình thấy rất đơn giản nhưng mà rất là khó nha. Cũng như cái phần này đó bạn, với kiểu xéo này nè, anh thấy không? Xéo chỗ này, nhưng mà cái chỗ này thì nó dễ hơn, nó nằm ở ngoài, anh em mình dễ làm nha. Nhưng mà chỗ này nó khó nè bạn, nó nằm ẩn trong này, nó sát chỗ này nè, cấn với dành này nữa. Chi tiết này rất là đẹp các bạn. Anh em sau này thấy dàn cầu bắp chuối á, anh em thấy biết nha. Thì anh em bắp chuối mà anh em thấy nó liền trong á, là nó sẽ dễ làm hơn. Còn cái loại bắp chuối mà nó có cái độ xéo chỗ này nè, nó rất là khó các bạn. Đây chỗ này là chỗ là riêng biệt của bên xưởng điện chuồng đòn các bạn, anh em để ý nha. Này, cái này là bên xưởng điện chuồng đòn, là chỉ có bên xưởng điện chuồng đâm đòn là mới có cái chỗ này nha bạn. Cái gòi nè có độ xéo nha, còn đa số anh em mình làm thì không có độ xéo này, thẳng vô thì nó sẽ dễ làm cho nó nhanh chóng hơn. Đấy, anh em nhớ chuyện này nha anh em, chỗ này bên chú Năm là sẽ có cái gò chỗ này xéo lên, rất là đẹp luôn nha anh em. Này cái dàn cung này mình có thể rút gò được không, phải không Phương? À, rút là được. À, kéo vô cái dàn được phải không? Được. À, cái dàn cấp trước thì anh em mình hàng liền nha, mình chạy vỏ rất là khó. À đúng rồi, mình cái vỏ mình canh chỉnh á, khi vỏ anh em ngắn dài vậy đó. Đây, chi tiết này là chú Năm mới làm cho từng loại các bạn. Đó. Anh em muốn dài ngắn vậy đó, anh em mở hai góc ra, anh em tăng đưa, kéo lưng cái xuống này, anh em chạy mức độ mà vỏ mình nó phù hợp nha. Đây một số anh em chạy vỏ rất là ngắn, chỉ có khoảng tầm 4.9 nè, 4.9, 4.5 nữa, thì mình sẽ nôn cái cây cần lại cho nó vừa tầm. Còn anh em chạy vỏ 5m1 hoặc là 5m2, anh em sẽ chạy nó kéo ra chút. Đây, cái này rất là hay nha. Muốn xài cái dài sao? Thôi, anh em muốn xài như vậy rồi. Xài là anh em muốn kéo lên cái xuống vậy đó, là anh em chỉ tháo hai ốc này ra rồi anh em xiết lại là xong. Chi tiết này rất là hay nha bạn, mình có thể chỉnh được cái cần lái. Chỉnh được cần lái máy này thì chắc khoảng 7 ngựa nha bạn, 6-7 ngựa vậy đó, 7 ngựa rưỡi. Máy này mình thông số không chính xác nha, máy này của anh Thành á, là giờ anh gửi xuống thì nhờ bên chú Năm gia công dàn cầu đây, còn Thái Lan dàn cầu này rồi mình Thái Lan thì nó hoành tráng quá, mình nói Thái Việt nha, tại người Việt Nam làm mà. Anh em rất là đẹp nha. Đây bên sự kiện chú Năm gia công nha các bạn. Đây cái chỗ này là cái chữ T, thì cũng rất là đẹp luôn. Còn chữ T làm cho này cũng tiện hai bên hai cái nhọn nữa các bạn. Đây, chứ không phải là bắt con tán mà là xong ha. Rất là đẹp. Em thấy không? Anh em quay rất là chi tiết cái dàn cầu luôn cho anh em xem. Dàn cầu chữ Thái nha các bạn. Cái cần thì có thể là mình tăng đưa được, rút được. Anh em chỉnh vỏ gì đó là mình có thể chỉnh được luôn. Còn này là cái phần chỗ mà cái chữ T rất là đẹp. Anh em thấy chi tiết này luôn ha. Từ cái bổng máy mà chú Năm cũng làm rất là đẹp luôn anh em. Hôm nay mình quay cho anh em xem từ chi tiết chỗ cái dàn cầu Thái cho anh em rõ ha. Đây cái này nè, cũng làm rất là đẹp, đồ làm rất là kỹ anh em. Tiếc cái này mình cũng tháo gờ được đấy không Phương? À tháo gờ được luôn anh em ơi, thì rất là hay luôn ha. Chung là cái nào cũng tháo gờ được hết, chú Năm làm tháo gờ được hết. Lại này mình tháo ra rất là gọn luôn, nhưng mà khi nào mình kết thúc video xong nào thì chú Năm sẽ chuyển về Đồng Dơi, thì chú Năm sẽ tháo ra rất là gọn luôn, tháo ra hết trơn luôn nè. Cái phần này là chú Năm cũng làm nãy mình tính nó liền, nhưng mà thật ra cũng gờ luôn các bạn nè. Có cái này ha, tháo cái phần này ra, tháo phần này ra, tháo phần này đi làm lấy rút ra cái bột lắp được rồi. Đấy, mình dặn là cánh chim nha anh em ơi, cánh chim nha. Còn chỗ này thì hai con ốc thì anh em khỏi chê ha, quá đẹp. Ok nữa các bạn, có tiện hai bên luôn. Đấy. Rồi, quay cái phần lắp này mình chạy lắp 34 hay ta? Lắp này 34. 34 cái khúc đuôi 27 ha. Dài 2 mét mấy? 2 mét. Dài 2 mét các bạn. 2 mét khúc này thì 27 ha, khúc này thì 34. Này 27. Cái sắt lát chắc 16 hả, 14. 14 mà. 14 mà cũng có những dịch xịn hả? Có chứ, dịch Thái là Thái hết mà. Thái. Cấp trước rồi mình dạy bây giờ là nói chung là lắp 14 là có dịch này đúng không Phương? Phương. Lắp 14 là có dịch nắp đúng không? Có. Cấp trước thì không có nghe bạn. Cách đây khoảng 5 6 tháng trước thì anh em mình chạy đa số muốn cái dịch giọt đó thì mình chạy lắp 16 mới có. Bây giờ bên chú Năm Đoàn cũng có bán chiến dịch loại inox xịn mà chạy anh em mình chạy lắp 14 vẫn được nha. Đây. Để quay cho các bạn rõ.
đặt chút xíu mình sẽ quay con hai thị cái bít nữa quay. Đây chú Năm cũng anh em cũng mới vừa nhận hàng xong luôn, chứ bưu điện mới chuyển xuống, mới phụ thuộc luôn nha. Rồi mình sẽ quay con này nữa, con này là trong thời gian tới tiệm vài ngày nữa thì chú Năm sẽ làm nhập cầu cho nó. Đây con này ra thì hai thị cao bít hai máy nghe anh em. Rồi mình chút xíu đường về nó sau, giờ mình sẽ quay những phần máy thái này trước. Cái này lắp 14 anh em ơi, lắp 14 mà bên chú Năm cũng có bán trứng vịt mà lỗi nóc xịn luôn nha. Đất 3 đất 4 anh em ơi. Cấp trước thì cách đây vài tháng thì anh em hỏi mình rồi mình nó không có. Tại vì muốn có vịt loại mà với nóc hai cánh thì mình chỉ có lắp 16 mới có nha. Nhưng mà giờ chú Năm giờ có luôn rồi. Anh em chạy lắp 14 vẫn có vịt xịn. Vịt inox anh em ơi. Đây, xíu quay xong thì anh em cũng sẽ chuyển về đầm dơi cho anh Thành. Chọn bộ cái máy có ảnh mua thì tự gửi xuống. Cái máy 7 ngựa gửi dàn cầu Thái Lan bên xưởng điện chú Nông Đoàn gia công, quá xịn sò luôn anh em, rất là đẹp. Thì cái máy này thì mình nói lại nha, máy này thì bên anh Thành gỡ xuống nha bạn. Lúc anh Thành gỡ xuống thì chỉ có cái máy chuỗi nha, chỉ là cái đầu máy không à, không có cái bình xăng. Tại vì cái máy này đa số mình mua trên mạng là nó không có cái bình xăng nha bạn. Anh em bán về là chỉ không có bình xăng, rồi bên chú Nông làm chế lại nè anh em. Nên thấy chỗ này chế tiết này lại chú Nông đồn chế nè, chế đang gắn vô cái bình xăng này. Rất là đẹp nha bạn, mình chế này là rất là cứng luôn bạn. Nên thấy không, chú Năm dặn vô trong đây rồi hai ngóc hai bên đắp vô. Cái phần này là bên xưởng điện chú Năm chế nha anh em ơi, chứ cái lúc máy của anh Thành gửi xuống thì nó không có cái bình xăng nha. Máy này anh mới mua luôn và anh gửi xuống chú Năm gia công cộng các bạn, rất là đẹp. Chỗ này thì mình cầm nhớt ở đây nha, cầm nhớt nó ra thấy vô được, rất là đẹp luôn các bạn. Chú Năm tháo mà chuẩn bị ra đang chuẩn bị giật cái máy cho anh em xem nha. Rất là nhạy các bạn. Cái này nó tầm khoảng 7 người rưỡi các bạn. Mày rất là chắc luôn nha bạn. Đấy nè. Đó. Bỏ cái này giao về đầm dơi anh em ơi. Nó đi đầm dơi nha. Cho anh Thành, chủ nhân là anh Thành. Đây, giữ dàn cầu Thái một tay cầm. Rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, rất là chất lượng. Quá đẹp luôn nha. Rồi, ok thôi. Bị xong là anh em chút xíu là sẽ tháo nó ra rồi chuyển về lên bưu điện giao về đầm dơi cho anh Thành luôn nha các bạn. Đây, chỉ về đầm dơi. Tiếp theo là mình sẽ quay cái dự án mới bên chú Năm nha. Này khách cũng mới gửi xuống luôn. Bưu điện mới gửi xuống các bạn. Này chú Năm cũng mới đập hùng luôn ha. Đây, đây, này là khách hàng mới gửi xuống nha các bạn. Cái máy này là chủ nhân ở đâu đây không biết đây, thì chuyển điện Nam Đồ. Máy này chủ nhân ở đâu vậy chú Năm? quận 8 thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây, đây địa chỉ là của chú Nông Đoàn và chú Nông Đoàn lên bưu điện nhận hàng nè, xưởng điện Nông Đoàn, chạy nhân viên Viên Đông, huyện Cà Mau là cái cơ sở sự cái địa chỉ của chú Năm nha. Xưởng điện Nông Đoàn, chạy nhân viên Viên Đông, huyện Cà Mau. Đây, con hai thì cả biết nghe bạn ơi. Máy này của ông anh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh gửi xuống nha các bạn. Đây, gửi xuống mà giờ chỉ là nguyên cái đầu máy, mình có thể mình tháo ra khiêng nhẹ được không Phương? Thì khiên ra coi được không? Khiên ra coi cho nằm gì sao đấy. Con này là hai máy nha các bạn. Hai thì ga bít. Công sức của nó là mình nghĩ nó tầm khoảng 40 ngựa đó các bạn. Nặng chưa không? Nặng, mình lên khiên cũng đuối lắm à. Khoảng 30 kg bạn. Sao nhũng liễu vậy trời. Sao mấy 30 kg vậy các bạn. Đây, chú Đồng cũng mới lấy em lại gà luôn. Con này nó hình như nó có đề đấy chứ mà đại chắc anh chủ nhân anh tháo ra. Có đề phải không? Có đề chứ ít chưa? À, có đề. Tại vì cái máy đa số hai thì là có đề. Đây là củ đề này anh em ơi. Hai thì đa số có đề các bạn. Máy lớn thì đa số có đề hết, tại nó nặng vật lắm nè.
mình giật chén chạy nhưng mà nó hơi nặng, tôi rất là nặng lắm. Này có cục rệ dưới luôn. Cái này chắc mình chế bát xuống, chế bát xuống là chế bát như mấy xe vượt. Đâu ở đúng rồi. Mấy xe. Chế không làm đâu được. Ông cái này mình chế bát xuống rồi. Chế bát bát dựng đứng. Cái này bát liền và hai bát à? Liền thôi. Hai bát. Này không làm bát chuối gì không, làm bát chuối gì nó cái này. À, đây. Đây. Con này mình nghĩ nó tầm công sức khoảng 30 ngựa cho lên anh em ơi. 30 tới 40 ngựa. Nó nhỏ nhưng mà cái công sức nó khủng lắm nè. Máy này có đường nước không? Máy này như có nước nha. Giải nhiệt còn nước còn gió đi. Nước nước. Đằng gió thì trước nó có quạt chứ. À, có gì chú Năm sẽ hỏi anh chủ nhân sẽ làm cách thức sao các bạn. Làm mình nghĩ máy này chạy hệ thống giải nhiệt còn nước chứ không phải bằng gió. Bằng gió thì chỉ có cái Tawasu á. Cái Tawasu mà lần thấy rồi. Tawasu cái này nó có cái gió tùm lum những cục này. Chạy gió, còn máy này chắc ăn là chạy nước rồi. Để ảnh nói chung là ảnh chỉ gửi cái đầu máy xuống thôi các bạn. Còn mấy cái mugi là ảnh tháo qua chân nha. Cái gọn để mình ra bu điện rồi mình quăng tới quăng lui rồi nó gãy hết chân. Bao mugi nè, ảnh tháo qua chân. Chỗ cái bô này ảnh cũng bịt luôn. Ảnh chỉ gửi đầu máy xuống thôi. Dạ, cái này đu chuột nó nghe chứ Năm ơi. Cái này đu chuột nè. Làm cái ổ đạn nữa, phải đạn, ổ đạn nè. Ổ đạn giống dạ, như bác... máy đua giải đồng thời vậy đó. Dạ, vậy là máy này chắc cũng có 5 ngày quá. Nhiều chi tiết lắm à. Mà cái máy này nghĩ là chạy nước rồi, chạy nhiệt bằng nước, tại vì cũng biết này, cũng bằng gió. Gió thì cái Tawasu các bạn, Tawasu thì chỗ này nó có cái chỗ giải nhiệt bằng gió nha. Một cái máy này là cái máy 2 tỳ Gabit, công suất khoảng 35 đến 40 ngựa các bạn. Máy này thì đường giải nhiệt của nó như là máy xe mình vậy ha, giải nhiệt nước chạy luồn vô trong máy là mát, thì nó sẽ có đường nước nữa. Chắc nghĩ mình nghĩ làm đường nước trong thì nó sẽ đẹp hơn nha, nó gọn đẹp chứ mình làm nước ngoài cũng đẹp. Máy này chủ nhân cũng làm yêu cầu cũng làm nhàn cầu đẹp đó các bạn. Thì cầu ổ đạn hả Vân? Ổ đạn là như là bắt xuống dưới đó hả? Không, đi thẳng ra luôn. À, đi thẳng ra luôn rồi. Ở kia nhông sên chứ ha. Đi nhông sên. Ổ đạn thì nó sẽ kìm tốt thẳng à. Chó đẹp. Để coi này có cái ai? Là lại đi. Nó rất là gọn thôi, nó chừa lưỡi con khúc vậy à. Hai tùy hai máy nè em ơi. Con Gabit. Rồi, chủ đề nó nằm rất là độc đáo nè, nằm dưới đít á. Bởi vì nó kiếm không thấy, nằm dưới đít rồi. Dưới đít nó chạy nên nó không phải để ngược. Đây, nè thấy cục đề của nó cà bá luôn ha. Đề máy xe vậy. Máy này của chủ nhân là ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn, 18 nha. Cái này là cái bô lửa hả? Chắc cái bô quá. Bô, vậy bữa mình làm cái bô cho anh. Đây. Cái bô lửa. Con này hai máy các bạn. Việc trước này cái nè, thì chuẩn bị kết thúc video luôn mai. Thì cái máy này chắc cuối năm làm chắc khoảng mình nghĩ chắc khoảng là một tuần mới gọi các bạn, năm tới một tuần lễ gì đó, năm ngày tới một tuần. Thì khi nào rồi thì cổng cái này mình cũng sẽ quay cho anh em xem luôn nha. Thì cấp trước bên cuối năm cũng có nhận gia công mấy cái máy mà hai tỷ nè, hỏi thì mấy cái máy EC17 rồi đó. Thì nói chung mấy cái máy này là bên chứng tiện cuối năm không có cái đầu máy sẵn nha các bạn. Anh em các bạn mà muốn làm nhận cầu đẹp rồi đó thì cứ anh em gửi đầu máy xuống. Để đầu máy xuống rồi chú Năm mới có cái khuôn mình làm nha. Tại máy này là bên chú Điện chú Năm không có. Nhưng anh chủ nhân ở thành phố này anh gửi đầu máy xuống thì chú Năm sẽ có cái mình mới bắt được mấy cái bát này mình mới làm cân chỉnh cho nó đúng các bạn. Chứ đây mình đâu có cái máy này đâu mà mình làm cái nhàn cầu được. À, khi nào thì anh em muốn làm nhàn cầu mới xăng gì đó, mới xe hoặc là anh em muốn làm máy hay thì đó thì cứ liên hệ số điện thoại chú Năm, gửi đầu máy xuống, chú Năm sẽ gia công cho anh em nha. Mình chuẩn bị kết thúc video anh em, chú này chú Năm cũng sẽ tháo ra. Rồi chào anh em cái chú Năm ơi, kết thúc video của chú Năm. Rồi chú Năm đoàn nha các bạn. Rồi đây là anh Phương. Chào anh Phương, chào anh Phương. Rồi kết thúc video nha anh em. Hẹn anh em và các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Rồi xin thân ái mến chào tất cả các bạn.